Galaxy Fold trước khi ra mắt. Hôm qua cuối cùng Samsung đã tiết lộ ngày mở bán chính thức mới cho smartphone màn hình gập Galaxy Fold. Nhưng nếu bạn đã đặt hàng trước thiết bị này, việc đặt mua của bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Samsung đã gửi email tới các khách hàng đặt trước Galaxy Fold để thông báo rằng đơn đặt hàng trước của họ đã bị hủy bỏ để công ty có thể suy nghĩ lại về toàn bộ trải nghiệm khách hàng để đền bù cho việc hủy bỏ đơn đặt hàng trước. Samsung nói với trang The Verge rằng họ trao cho mỗi khách hàng một khoản tín dụng 250 đô la Mỹ để mua bất kỳ sản phẩm tại cửa hàng Samsung Store. Điều trùng hợp thú vị là vào ngày này 12 năm trước, Apple cũng trao cho mỗi người iPhone phiên bản đầu tiên khoản tín dụng 200 đô la Mỹ để mua hàng tại Apple Store. Vì việc giảm giá chiếc iPhone đầu tiên của họ, Hàn Quốc là thị trường đầu tiên có được chiếc smartphone màn hình gập này vào ngày mùng 6 tháng 9, trước khi Apple ra mắt các iPhone mới của năm nay vào ngày mùng 10 tháng 9 tại nhà hát Steve Jobs ở Apple Park. Sau Hàn Quốc, Galaxy Fold sẽ lần lượt ra mắt tại Đức, Pháp, Anh và Singapore vào ngày 18 tháng 9 và tại Mỹ một vài tuần sau đó. Hiện việc đặt trước Galaxy Fold vẫn chưa được mở trở lại.